giật cũng được nữa. Tại trước đó mà. Hay quá mập. Cao quá, vô cao, cao ta lên. Khoan khoan, ngưng lại, cầu vô, cầu vô. Xích lên mặt rồi. Cho bổng lên. Trời ơi, lên 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 lên. Mấy cái chết đó, lên. Mấy cái đó hất qua người nó, đẩy đồng mi dài ra. Kéo lưới con, mình dạng lưới. Nào, hay quá bác. Nó dài lắm mập. Cố lên con. Nó hư quầy vậy. Hay quá lên, đúng rồi đó, đẩy dài đồng mi ra con. Giao vô thôi, giao bổng lên. Lên con kia giao bổng rồi, giao cao tay. Nó chạy trước không mà hút bổng liền, là lật xe rồi. Em đang chỉ đạo và bé phát với bé Linh lắm. Ừ, nè, mở liền không phải vô cho con. Kéo lưới liền con. Sao vậy, đang dẫn 4-5 điểm không? Tự sát không vậy con? Thấy không? Chị thấy không? Mở cái camera chị ra. Chị mở cái camera ra đi. Chết rồi. Thấy không? Chị thấy không? Thấy chưa? Hả? Sống nghe tiếng vậy ra. Thấy không? Ủa sao vậy? Sao chị mà chị tắt tiếng hả? Em không nghe gì vậy? Ủa hoàng đâu ta, không thấy gì. Rồi nghe đó, chị thấy không? Chị thấy đó. Rồi coi đi, rồi coi đi. Lắc chéo phát, lắc chéo con. Cái gì? Gì vậy? Mới đánh trận đầu mà, mới có thi đấu mà sao mà về vậy?
Vô ơi, đánh vô ơi. Tự sát không à, cái gì vậy? Thoải mái đi. Chuẩn bảy, 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 ba, bảy, bốn gì á. Giờ thua lại mười mấy điểm. Thua được cái chục điểm. Từ từ lại con. Đó, chạy trước không à. Mạnh dạn vô cầu không có sợ. Vô bổng luôn. Thấp người xuống quá, thủ con. Vô cao lắm, tự nhiên con vô lại. Bổng lên. Ngửa thật bật ra. Không có sao hết đó, bỏ. Không có gì đó. Canh dở dở bên canh nóc này liền quá dở cậu bên nó rồi mới dở bên con hai đứa thì mình lỡ đúng không mấy rồi con đứng lên ba chắc luôn đánh lên từng phần giỡn 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 thôi mười ba mười bảy nữ luôn sao tự nhiên đè cho nam nha một con trận lưới lại cũng được làm cho ta lên tinh thần qua đánh đôi đánh trận đôi nam nữ đó tới 12 một tới 10 11 giờ mấy mới xong bỏ luôn đây anh Phát đánh anh Phát đang đứng ở đó đánh anh cái đó hỏi cho anh Phát đang đứng đó con đánh xà bát nhỏ này mà nó cua tập tổng đánh xà bát cua nó không có thành công gì cả qua con Khánh An á, con Khánh An con chân nó xuất thần má ơi á, nó lấy được chân vàng cho em luôn ừ, hôm qua lật được chân vàng hôm qua cho nữ cho bổng nữ vài cái đi
Thủy nè, xe ba quyết định nè, Thủy nha. Tự tin lên trang, mạnh dạng lên, sợ thịt thì tới là cái đầu luôn rồi. Đúng rồi. Mình bắt đầu vậy á. Xin mời Hoàng Tân Nguyễn Khang
lên tinh thần, hải nữ nó sẽ siêu siêu tinh thần. Rồi, thua, kết thúc trận đấu.